nhằm tăng cường các hoạt động phối hợp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Vừa qua, Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương và Bộ đội Biên phòng đã ký kết quy chế phối hợp giữa hai lực lượng. Theo quy chế này, lực lượng quản lý thị trường và bộ đội biên phòng từ trung ương đến địa phương chủ động triển khai phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để nắm tình hình, quản lý đối tượng, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát địa bàn, góp phần phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên biển, khu vực giáp biển, khu vực biên giới và giáp biên giới. Việc phối hợp kiểm tra, kiểm soát được duy trì thường xuyên, đồng bộ, kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên hoạt động có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời để khắc phục những hạn chế như trao đổi cung cấp thông tin chưa kịp thời, việc tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm chưa được tổ chức thường xuyên, thời gian tới hai lực lượng sẽ tăng cường phối hợp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, trao đổi thông tin, tài liệu và tình hình có liên quan, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ trong công tác xây dựng lực lượng.